mới gặp cái vừa bôi kem tăng đỡ bụng bụi đi nuốt mỡ ngoảnh qua cái phấn đi ăn với mấy bà chị, các bà hiểu không, đi ăn với mấy bà chị ở Hà Nội vô tập cho cố vô rồi đi ăn, các bà thấy tôi chưa, tập cho cố vô rồi đi ăn à. Vừa rồi gội dầu gội ti di đấy mấy bà. Em là gội đầu xong là em có giờ em sấy tóc đâu. Gội đầu xong là không được sấy tóc. Đau lưng gần chết. Hôm nay tập nhiều quá đau lưng. Tập nhiều quá đau lưng mấy chị. Kiên lấy hộp sữa uống đi con. Kiên lấy hộp sữa uống trước đi. Để đi ra chỗ ăn là vừa. Cái tập nguyên ngày mới đau lưng quá. Hình như tập nhiều quá nó bị giãn cơ đúng không mấy bà? Quay tập nhiều quá nó bị giãn cơ không? Trời thần thiên địa. Em tập nhiều quá hay sao bị giãn cơ. Xong đau lưng. Đau lưng nãy giờ. Chết đi sống lại. Ôi dồi ôi, sao đau lưng thế này trời ơi. Chắc là do tập quá sức đấy. Đánh cầu lông thì 2 tiếng. Xong tập. Ôi dồi ôi. Gặp mấy bà chị mà bà nào cũng đẹp. Mấy bà chị cán bộ cấp cao mà. Mấy bà chị cán bộ cấp cao bà nào cũng đẹp. Định không make up. Nhưng nghĩ rồi, có nên make up không trời. Thôi mình phải make up đi, chứ không mình bị lép vế lắm. Không bị lép vế mấy bà đó. Phấn AGE nhà em chỉ có đỉnh cao như mấy chị. Phấn nhà em có chị đánh này. Trời cũng xin là độ che khuyết điểm là bao sân bao thầu. Uống tạm hộp sữa đi rồi 5 phút nữa đi con ơi. Cả nhà thế em có chăm chỉ không? Cả ngày nay không buôn bán gì. Cả này ngày nay không buôn bán gì, tháng này là không buôn bán, tập trung vào tập trung vào tập thể dục. Trời thần thiên địa. Nên là tháng này chị nào mua gì là inbox em để bên em nhân viên trả lời nhé. Còn livestream mà chắc là 7 ngày một cữ quá. Đánh phấn này xong tí nữa cái phấn mặt với cả người nó sẽ tự tẹp nha mấy chị. Oh man. Phấn nhà em che khuyết điểm cực kỳ tối ưu luôn. Phấn nhà em mà độ che phủ là nhẹ mà số 2 thì không ai số 1 rồi. Ok chưa? Có ai comment gì không bị trời. Đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Phấn đánh một lớp này, bám mặt này. Phấn nhà em đánh đẹp lắm, phấn này là hai lõi. Một hộp là hai cái ruột này này, một hộp hai cái ruột này. Một hộp hai cái ruột này đang giá 820 nghìn, em giảm giá còn 720 nghìn nhá. Bút kẻ lông mày này. Bút kẻ lông mày nó có màu nâu. Nó có màu nâu đậm và màu nâu nhạt. Thấy không? Màu nâu đậm và màu nâu nhạt. Đó. Bút kẻ lông mày 250 ngàn. Đang giảm giá còn 205 ngàn nhé mấy chị. Đó. Hôm nay em sẽ kẻ màu nâu đậm. Đó.
kẻ bút kẻ màu nâu đậm. Em đánh phấn này hàng bao nhiêu hộp rồi mấy chị? Mê phấn này lắm. Đánh phấn này chỉ có đẹp thôi. Ngất. Phấn nhà em chị nào nám đánh là chỉ có đỉnh cao thôi. Bút kẻ lông mày 250.000 đã được giảm giá còn 205.000 nhé. Chỉ cần thế thôi là nó tươi rồi. Xong rồi đầu còn lại cứ chị tán cái lông mày ra. Đó. Dùng cái mascara lông mày dựng cái lông mày lên. Cái gì đâu vậy? Thầy phong thủy nói rồi, lông mày phải vuốt dựng lên. Đi chơi với phụ nữ mới không bị thiệt thân. Cái nết mình đi chơi là hay bị thiệt thân, thiệt bạn, thiệt bè lắm. Trông em vậy thêm chơi bạn bè hay bị thiệt lắm mấy chị. Em là toàn mồm gầu răng cá mập nhưng mà em chơi với bạn bè em hay bị thiệt thân. Chào Vi Sen Vũ Phú. Cái mascara chân mày này này là 250.000 này. Đây là màu nâu đen. Chị nào mà tóc đen để màu nâu đen. Còn chị nào mà nhuộm tóc vàng, tóc vàng, tóc đỏ tím thì phải dùng cái cây màu nâu vàng này này. Chứ nhiều chị em thấy ra đường ấy, tóc thì đen. À quên gì nhỉ, tóc thì vàng, lông mày đen xì trông ghê lắm. Màu má hồng 375.000 đang được giảm giá còn 325.000 nha. Màu má hồng này số này là số 02 nha mấy chị. Chuyện gì đấy? Ha? Có cái con gì mà gào lên à? Có cái con gì mà gào lên? Xử lý nó đi. Điệu đời nó không thích. Chào anh Long ca. Hai mẹ con đi ăn nhà hàng. Màu má hồng này á, dùng đánh màu mắt luôn. Thấy không? Bộ cọ này á, bộ cọ 6 cây này này, à bộ cọ 8 cây này là 420.000. Nó có một cái bộ cọ, bên này, bên em bán một bộ cọ 8 cây, 420.000.
Đó. Ui dồi ôi. Chị Đỗ Dung ơi, bộ cọ là 420.000 chị, không phải 120.000, 420.000 chị. Bộ cọ này em xài đến giờ 5 năm rồi chị. Em xài bộ cọ này 5 năm rồi, 420.000 chị. Bộ cọ 120.000 là chị mua cái hàng đều, không bao giờ chị đánh được. Cái cây kẹp mi này này là 150.000. Bộ cọ nó có cái cọ vuông này. Đó, nó có cái cọ vuông là để đánh phấn nhá. Cái cọ vuông này đánh phấn đánh nền. Đó, thấy không? Còn cái cọ này đánh má hồng. Đó. Cái cọ này là đánh khối, sống mũi này. Đó. Cái cọ này phủ màu mắt này. Đó. Rồi cái cọ này này, xương chân mày này. Đó. Cái cọ này đánh khối này, đó. Các chị mua cọ inbox, bên em sẽ gửi cho các chị cái thông số của cái bộ cọ. Các chị sẽ dùng vào những vấn gì? À, chị đi ăn nhà hàng ấy, Triệu Mẫn ơi. Tối nay có mấy vị khách quý ở Hà Nội vô. Đó, cái mascara dài và cong mi 380.000, nhưng mà em đang giảm giá nha, còn 280.000. Dài và cong mi khóc không lem nha. Đây là cái mascara dài và cong mi khóc không lem nha mấy bà. Đi đánh ghen cấm khóc nha mấy má. Đó. Đánh cây son rồi đi nào. Màu son Mamude số 23. Làm gì phải nhịn nửa tháng Triệu Mẫn? Màu son Mamude số 23 nha. 335.000. Trời ơi, mày đi du lịch tận nửa tháng, mày dân chơi thật đấy. Mày giàu thế, mày đi tận nửa tháng. Tao đi một ngày, hai ngày là tao đã hết tiền rồi. Mamude số 23 nha, 335.000. Đi đây. Mặc bộ đồ này đeo cái túi nào trời. Thì đeo cái túi này đi ha. Uống viên đốt mỡ bụng, thải độc gan. Chai xịt giữ make up đâu nhỉ? Ai rồi sao nóng quá? À, bôi kem tan mỡ bụng mà.
Mẹ thần thiên địa ơi. Mặc cái đợi này, mặc đeo cái đồng hồ màu gì? Đeo vùng đỏ cho máu, cho tính cái đồng bóng. Ờ, đeo màu đỏ thì đeo túi màu đỏ cho nó máu. Đúng với bà. Cái này đeo túi màu đỏ ha. Đeo mấy cái nào mấy chị mình? Cái gì mẹ đi ông? Cái gì cơ mà mẹ đi ông? Mẹ đi làm sao lại kiến? Kiến vào đây. Con thấy mẹ mặc bộ đồ này được không? Mẹ mới mua đấy. Mẹ mặc một. Mẹ đeo cái đồng hồ thì mẹ đeo. Mẹ mặc được. Mẹ đeo cái túi màu xanh lá. Con nghĩ là như nào? Như con nào? Nghĩ là mẹ nghĩ như cái tay mẹ bây giờ màu kiểu dài rồi, mà cái này có rồi thì coi như con nghĩ mẹ lên lấy màu hồng. Cái gì màu hồng á, đeo màu hồng trông ghê thế. Thôi mình đeo cái màu đỏ này. Thôi một đeo màu đỏ đi, mình đeo đồng màu đỏ mà. Không, đeo đồng hồ như thế là giống nhau, người ta hỏi kỳ vậy ta. Sao kỳ sao? Con thấy ghê không? Ghê như nào? Ủa, con đứng im đấy nhá. Đeo cái này vào con đi tiệc này. Mẹ đeo ngược rồi còn đau. Ờ, ok. Ừ. À, đây là thì tiền nó xinh không? Con có một cái này nè. Ừ, cái của con. Cái này chỉ có một cái thôi. Ừ, ok, cả nhà thấy ok. À, cái đầm này á, mua Facebook Đình Cam. Cái đầm này mấy? Đi mua của mẹ Bé Ký nhá. Mẹ Bé Ký mua này. Cái này á, mua ngoài chợ. Mẹ Bé Ký mua của chú Đình Trang này. Mẹ đeo túi đỏ nha. Không đeo túi đó đâu mẹ ơi. Mẹ thấy hợp lý mà. Đeo túi này còn hơn. Đấy, đeo, con bảo đeo cái nào? Đeo cái này. Cả nhà bảo em đeo cái nào đẹp? Em thích này đẹp mà. Thôi. Cả nhà bảo em đeo cái nào? Cái xà leo hay là cái Gucci? Gucci, cái này xà leo là cái này. Đây xà leo, đây Gucci. Để con chọn. Thôi, cái sữa màu hồng xấy luôn à? Xến thì xến đẹp mà. Không thôi, cái viên kim cương hôm bữa con đeo đâu mà mang ra mẹ cầm đi. Viên kim cương á? Đúng cái túi. Cái này hả? Ờ, mẹ đeo. Không, ghê quá. Cầm cái gì? Cầm đi nè. Con cầm đi. Ủa, đi tiệc đấy, bật kính nó đi tiệc đấy các bạn. Đi tiệc đâu vậy? Con nghĩ mẹ nên cái này. Chạy mẹ thử mở cho trong xem coi. Cả nhà comment em đeo cái màu gì cho kiến biết thế là ý của mọi người. Thời dây. Ừ. Sao? Mẹ có đi không? Đây mẹ đi đây cho mẹ đeo màu đỏ. Thôi không cho mẹ đeo màu xanh. Thôi. Xanh đẹp mà. Thôi mẹ đeo cái bao nhiêu cái màu nào kìa. Thôi em thấy rồi, em đeo cái này đẹp lắm với chị. Rồi đi, lại nói mẹ xến. Cái gì ai xến? Cái gì xến? Con vừa nói câu gì? Mẹ đi rồi, họ lại nói mẹ xến. Trời thần, con đứng ra cho mẹ chụp hình, đứng thẳng đây là. Trời thần, cầm cái tay ra. Đéo son môi nữa. Cái gì con son môi làm gì? Cho xin. Nào. Con khổ lắm. Son môi. Son môi làm gì? Ok nha. Son môi hào. Nào. Cả nhà thấy em đeo màu nào đấy? Con nghĩ mẹ đeo cái đồng hồ mẹ đổ thành màu xanh nhạt đi. Thôi gọi đi nhỉ. Alo.
À, chị ơi, tôi giao bình thuốc cho chị ở dưới, tôi đang đứng ở dưới tòa nhà là chị. Có thu tiền ship không chú? Dạ. Có thu tiền ship không ạ? Không có tiền ship gì hết. Chú cứ gửi ở bảo vệ logo 1. Chú gửi bảo vệ logo 1 dùng cháu. Chị gọi em chi vậy chị? Thank you.